Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Everest nhé. Ở cái thời điểm hiện tại thì Ford Everest đang rất là được nhiều anh em quan tâm và lựa chọn. Ở cái thời điểm vừa rồi cũng như cái thời điểm này, đại lý bên em đang có cái mức giá rất là đặc biệt, cực kỳ là tốt cho những anh em đang quan tâm và lựa chọn dòng xe Ford Everest này. Hiện tại Ford Everest được bán ra thị trường với 5 phiên bản, bao gồm có một phiên bản được mới ra mắt gần đây, đó là cái phiên bản Everest Platinum, với những cái chính sách giá bán ở thời điểm này rất là tốt để cho anh em có thể là cân đối lựa chọn lấy ngay thì cực kỳ là phù hợp anh em nhé. Hiện tại thì Ford Everest đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, ví dụ như là cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-8, với chiếc xe Hyundai Santa Fe, hay là với chiếc xe Toyota Fortuner, đúng không ạ? Nhưng ở cùng phân khúc như vậy thôi, nhưng mà Everest vẫn được định hình là số 1 bán chạy nhất trong phân khúc, đúng không ạ? Không để anh em chờ lâu nữa thì em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết về khuyến mại, về quà tặng cũng như là tính tổng lăn bánh từng phiên bản cho anh em luôn. Đầu tiên thì em sẽ chia sẻ với anh em cái phiên bản Ford Everest Ambient. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 099 triệu. Với cái chính sách giá bán vô cùng đặc biệt của đại lý bên em thì bên em đang hỗ trợ về giảm tiền mặt này, về tặng phụ kiện bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Vậy thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 183 triệu, trả góp thì đang là 307 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 161 triệu, trả góp thì đang là 285 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 143 triệu, trả góp thì đang là 267 triệu. Đó, với cái tổng lăn bánh này thì đã bao gồm các chi phí cứng để anh em có thể tự đi đăng ký và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Anh em vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ cũng như là gửi cái bảng tính lăn bánh chi tiết để anh em dễ hình dung nhất anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Everest Sport. Bản này hiện tại đang có mức giá là 1 tỷ 178 triệu. Hiện tại cái chính sách giá bán của bên em cũng đang rất là bình ổn giá, cũng như đang có cái mức ưu đãi về quà tặng là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và camera hành trình. Hiện tại anh em đặt cái phiên bản Sport này thì bên em sẽ hỗ trợ giao xe trong tháng 5 anh em nhé, và cũng không có sẵn. Đó, với những cái phiên bản sẵn xe thì bên em đang có phiên bản Titanium 1 cầu, Titanium 2 cầu và phiên bản Premium thôi. Và cái phiên bản Sport này thì cái mức ưu đãi cũng tương đối là sâu, bình ổn so với cái thời điểm trước anh em nhé. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 272 triệu, trả góp thì đang là 328 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 248 triệu, trả góp thì đang là 304 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 230 triệu, trả góp thì đang là 286 triệu. Đó, với cái phiên bản Sport này thì bên em vẫn còn những cái quyền linh động, nhưng vẫn còn những cái chương trình khuyến mại vẫn tốt hơn, thì anh em vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ và gửi những cái chính sách giá bán cạnh tranh nhất tới anh em nhé. Đó. Dạ vâng, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản thứ ba, đó là cái phiên bản Titanium 1 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 299 triệu. Hiện tại cái chính sách giá bán thì cũng có những cái quyền linh động về giảm tiền mặt, về tặng phụ kiện rất là đặc biệt, rất là tốt để cho anh em có thể là cân đối lấy ngay ở cái thời điểm này. Hiện tại thì bên em đang sẵn xe giao ngay một số màu như là màu trắng, như là màu đen và một xe màu ghi, để cho anh em có thể là lấy ngay được ở cái thời điểm em đang chia sẻ anh em nhé. Nghiễm nhiên là ai đến trước thì em sẽ hỗ trợ giao xe trước, còn ai đến sau thì em sẽ hỗ trợ giao xe sau anh em nhé. Với những anh em mua qua trả góp ấy, thì em đang tính cũng như là hỗ trợ cho anh em khoản vay lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm và tối thiểu là 3 năm. Mức lãi suất cực kỳ là tốt, cực kỳ là đặc biệt. Khi mà anh em gọi điện cho em thì lúc đó em sẽ chia sẻ nó sẽ chi tiết hơn anh em nhé. Đó. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại cũng như là quà tặng ấy, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 417 triệu, trả góp thì đang là 361 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 391 triệu, trả góp thì đang là 335 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 373 triệu, trả góp thì đang là 317 triệu. Đó. Hiện tại cái chính sách giá bán của cái phiên bản Titanium một cầu này thì anh em muốn những cái giá đặc biệt, muốn những cái giá tốt, muốn những cái giá chi tiết thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ một cách nhanh nhất và tốt nhất anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ tư, đó là cái bản Ford Everest Titanium 2 cầu. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 468 triệu. Hiện tại cái chính sách giá bán cũng vô cùng đặc biệt ở cái thời điểm này để hỗ trợ anh em một cách tốt nhất và một cách nhanh nhất. Hiện tại thì bên em cũng đang tương đối là sẵn xe, đủ màu giao ngay anh em nhé. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 602 triệu, trả góp thì đang là 407 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 572 triệu, trả góp thì đang là 377 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 554 triệu, trả góp thì đang là 359 triệu. Hiện tại thì những cái chính sách giá bán này vẫn còn linh động khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em nhé. Đó. Và cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản cao cấp nhất được ra mắt gần đây, đó là cái phiên bản Everest Platinum. Bản này thì đang có mức giá là 1 tỷ 545 triệu, mới ra mắt thôi, nhưng cái quyền linh động ở thời điểm này cũng chỉ có một đôi chút thôi, không có nhiều anh em nhé. Vẫn có cái quyền linh động về giảm tiền mặt, về tặng phụ kiện. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 743 triệu, trả góp thì đang là 440 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 712 triệu, trả góp thì đang là 408 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 693 triệu, trả góp thì đang là 390 triệu. Đó. Vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Ford Everest ở thời điểm ngày mùng 8 tháng 5 năm 2024 rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ gửi những cái chính sách giá bán mới nhất, tốt nhất đến anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.